công nghệ 4.0, sản phẩm an toàn, thân thiện môi trường và mang đến tất cả cho mọi người được cái sản phẩm giá thành thấp và tuyệt đối là an toàn. Ở đây là cái trại chuồng gà của mình là có 38.000 con, số lượng rất là lớn. Nếu bình thường ở ngoài mà cho ăn thì đổ tay thì rất là lâu và mất rất nhiều nhân công. Nhưng ở đây cái chuồng trại này là áp dụng công nghệ cao. Như anh nhìn thấy đây là hệ thống cho ăn là tự động hết. Mình đặt thời gian để cho con gà nó ăn. Cái trong cái chế độ cho ăn này mình tính toán là cái lượng cho ăn hàng ngày của con gà, ví dụ như là 115g thì trong tổng chuồng gà là 38.000 con, nên tổng thành thức ăn của hơn 4 tấn chẳng hạn, thì là cái lượng đấy mình sẽ tính toán trên máy. Hệ thống nước uống ở đây cũng là hệ thống uống tự động hết, pha thuốc là cũng cho bằng cái máy tự động để pha là cấp thuốc và cho con gà. Trong quá trình cấp thuốc đấy thì chúng tôi có hệ thống là cấp thuốc là nạp thuốc vào đường ống. Vâng, để cho con gà nó được uống nước thuốc khi nào mình sử dụng thuốc bổ hoặc là cái men tiêu hóa gì đấy thì mình sẽ có hệ thống máy đấy mình nạp vào đường ống cho là cấp từ đầu đến cuối là con gà sẽ nhận được lượng như nhau. Chuyên để trứng, hầu như là hàng ngày nó sẽ sản xuất ra một quả trứng, cho nên là cường độ cao mình sẽ cho con gà nghe nhạc để giảm căng thẳng, làm cho con gà nó thoải mái hơn. Và một cái lý do nữa là con gà giảm căng thẳng đấy, kích thích trong bộ và tăng khả năng tiêu hóa hấp thụ thức ăn để tạo ra quả trứng có chất lượng tốt nhất. Sản xuất lên thì khi áp dụng công nghệ vào thì chúng ta sẽ tăng được cái sản lượng của sản xuất rất là lớn. Chính vì vậy mà cái việc phát triển nông nghiệp ứng dụng các cái công nghệ vào trong sản xuất, điều đó là một trong những cái tất yếu và chúng ta cần phát triển mạnh hơn nữa.